이거 너 도움도 나. 일로 한다네. 네? 어머니가. 오빠 일로 와. Xin chào cả nhà đang xem kênh Trúc Quỳnh TV. À, hôm nay là đám giỗ của ba mẹ chồng em nha. À, đám giỗ của ba mẹ chồng em á, thì làm chung luôn á cả nhà. Chú em chồng em á, bữa nay làm rất là đơn giản, chỉ làm sơ sơ vài món rồi đem nhà mộ ba mẹ chồng em á, cúng rồi xong anh em cũng lại ăn một bữa vậy thôi à cả nhà. Đây là chú em Út đi về. Anh em thì tụ họp lại cũng không có đầy đủ cả nhà, chỉ những người ở gần gần thì lại thôi, những người ở xa thì không có về nha. Ồ, khi ga đến nhỉ? Kia, đi ga mất đó. 네가 맞아. 키가 되니 키가 크게 가빙 핫발라 니 이거 그냥 그 고등세 한번 입어. 나 떠나 꽁까 안 나와 지나온 거 같아. 꽁까 예 팥이야 팥 녹냐 그냥. Đây là chú em chồng em. Chú làm hết đem về luôn ở đây. Chú em chồng em á mở nhạc đó, sùm hết trơn á cả nhà. Em không biết mà để thì để tiếng nó có bị sao không nữa. Chứ chú mở nhạc chú đi làm là chú mở cái máy chú để gì đó. Sáng nay nó nâng cho đi được rồi. Không phải sự giờ thì có술 한 잔만 이렇게 따르시는데 네, 아니까 하고 있어요. 에? 한 잔 마셔. 열차 따라서 한 잔만 인사를 받으세요. 올리고 Bây giờ thì dâng rượu cho ba mẹ chồng em rồi xúm nhau lại lại chung á cả nhà, cho nên em cũng phải mắc vô lại nên không có quay đoạn lại chung được á. Ở bên đây thường bên mình thì người ta xá ba xá nha, còn bên đây chỉ có hai thôi cả nhà, chỉ có hai lại thôi nha. Bên mình thường thì ba lại, còn bên đây chỉ có hai lại thôi cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
이리 와, 이영이. 사진 한번 찍게, 이리로 쪼. 이리 앉아봐, 한 번. 네. 앞으로. 네. 앞으로 쓰고. 나 찍어, 저 돔도 나 찍어. 아, 했다니까. 아, 근데 찔만 없다. 저걸로. 아니, 그, 대나무 해갖고 하니까. 대나무 잘라서. 그만해. 오메, 저 얼른 저기 뭐야. 이해가 조금만 하고. 얼른 이렇게 하고, 얼른. 이건 안, 테이트를 하고. 아, 하고. 나물이랑. 이거는 먹지 말고 안 넣고. 여러 한잔 해보세요. 맛이 괜찮네. 자, 봉주라. 키가 큰 게 문제가 봐. 둘째 형님. 여러 한잔 해. 어머니가. 응보. 어때? 원래 쌀도 좀 놔야 되는 거 아니야? 한쪽에다가? 이거 머리 조심해. 아, 원래. 한잔 해. 옛날에 네. 쌀을 들고 오잖아. 그걸 옆에다 놔두는 거. 그거는 이렇게 여기로 경양할 때 같이 쓰라고. 닭 저거 무슨 이거 뭐 채널 한번 해볼까? 그래 그 뭐야 할까요? 아니 어제 저녁에 채널 왔던 거 아니야? 이외다 나 어떻게 저 끝난 거야? cũng xong rồi thì bây giờ anh em xúm lại ngồi ăn nha cả nhà. 오빠 이리 와. 이 고기가 뭔 고기야? 이리 와. 제주도에서 온 거예요? 몰라요. 돔. 돔. 나 맛있게 봅니다. 봄. 잘 찍어 먹어. 이거 배웠죠? 아니, 깨끗. 안 찍어줘도 돼. 봉주라. 네? 너 운전 안 하지? 아니, 운전해야 돼. 이따가. 조금만. 조금만. 언니, 조금 안 돼. Ăn xong thì những người khác thì đi về, còn những người còn lại thì qua bên chỗ trời nhà em á. Nhà em á trồng rất là nhiều cải chân mực đó cả nhà. Cho nên kêu mấy người này về chỗ nhà em á nhổ cải chân mực về ăn cả nhà. Nên mấy người đang ngồi lập nha. Chú em chồng với chị em bạn dâu với em. Như em của ba chồng em cũng có nữa cả nhà. Ba tấm ba trước cái khách khách video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà video sau với ba cả nhà.